những con người bình dị đã đi vào lịch sử như biểu tượng cao cả cho sự hy sinh quên mình, cho lý tưởng cao đẹp của dân tộc. Tôi tự hào là người Việt Nam, thế hệ cha ông chúng ta đã tạo nên cái dáng đứng Việt Nam cho hàng trăm năm sau, hàng nghìn năm sau. Đón xem giai điệu tự hào chủ đề Tên Anh đã thành tên đất nước, phát sóng vào 20 giờ 10 phút thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2015 trên VTV1. Sông Alipas Platinum hân hạnh đồng hành cùng chương trình.